Còn đông nữa, ngay ngày 19 luôn là đông nữa. Bên hộ pháp mình là ngay chủ nhật càng đông nữa, số lượng càng đông thêm lên không á. Thì vị biết ban tổ chức chùa mình á, là làm việc những đức chia ra để mỗi anh em được có thời gian nghỉ. Nhưng mà bây giờ nghỉ hết được luôn, có nghĩa là cộng tác luôn, phải làm mới được, tại vì quá đông mà, số lượng người quá đông quý vị. Đó, rồi thêm lúc này mà có khi có mưa, nhưng mà thấy nguyên ngày nay không có mưa, thấy không? Bây giờ chiều tối hôm nay mưa. Nên quý vị nhớ rằng là mình đi đến cái chỗ đông người gì nè, nó nhiều cái cho mình nhìn thấu được. Quý vị biết rằng là
mười mấy năm những đức học Phật á, sách vở những đức có đọc nhiều, nhưng đa phần là những đức học từ ngay con người mà ra không à. Thí dụ như những đức nuôi người già đi, các cụ trước lễ có 3 ngày thôi, các cụ mắc 3 bà cụ đưa đi à, thì mình mỗi lần mình ghim một cái quan tài đưa các cụ ra đài quả tháng, thì tự nhiên nhắc nhở mình là một ngày nào người ta sẽ ghim mình. Góc độ nhìn thấu rõ ràng không? Rồi chùa mình á, thì quý vị biết rằng là các cụ mắc là chùa mình tắm liệm hết trơn, là chùa mình làm, không có mướn ai hết chứ. Mấy cô tắm cho các cụ bà, còn các chú thì tắm cho các cụ ông. Còn khi liệm thì đa phần là các chú. Bữa đó lễ lu bu quá bắt mấy cô liệm luôn, mấy cô chùa mình liệm luôn. Nên mấy cô mình mà khi các cụ mắc đồ, các cô đồ tắm đồ, rồi bận đồ cho các cụ đồ, giống như là các cụ còn sống vậy đó. Cô quen rồi. Cái chuyện này quen nha quý vị, không quen là làm cũng không dám á. Sợ á. Cái người mình còn sống gì mình lỡ mình nắm tay, nắm chân đồ còn bình thường nha. Mà cái người chết xong á, nó lạnh 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 mà nó ngộ lắm. Còn nếu mà người mà chết mà cái kiểu mà người ta nhắm mắt gì thì còn có được. Nhắm mắt khép miệng còn có được, mà gặp có những người mình lỡ mình tắm ta, mình thấy ta nhìn mình á, nó thấy mình cứ quay qua mình nhìn ta, là mình thấy mắt người ta chồng mắt mà cứ gì mình nhìn ta thì người ta thấy của mình nhìn người ta, thấy người ta nhìn mình ớn lắm chứ dữ nữa. Rồi nó đặt vào tâm, cái tối mình ngủ mình thấy cái hình ảnh đó, nó cứ hiện trước mắt mình. Nhất là sợ là hình ảnh nó bị dính vô tâm, thấy không? Vì mà mấy cô tắm mà mấy cô liệm luôn cũng được, nó nghĩa là phải được rèn luyện lắm đó nha quý vị, quá rèn luyện luôn, thấy không? Nhất là khi mà tắm một con người nha quý vị, giúp cho bị nhìn thấu lắm. Tại sao? Lật qua lật lại rồi dở chân dở tay để tắm lau mình. Rồi có những người ta tắm quý vị, cái cơ thể người ta nó xì ra. Có những người ta bệnh đau, hay có những người ta kỷ niệm 24 tiếng xong người nó chướng lên. Thì khi mà mình tắm quý vị, mình lặt qua trong miệng nó tràn ra, mình lặt qua đây cái nó tràn qua đây. Có những người nó tràn ra từ lỗ tai nữa quý vị. Tại cơ thể của người mình từ mắt mũi miệng và cơ thể của mình là nó câu thông. Khi mà nó không còn thở nữa thì bắt đầu là nó tràn ra những điểm nào nó cần đi ra. Rồi những cái bộ phận mà sinh dục đồ này kia rồi là ghê gớm lắm. Từ của người nam và của người nữ ghê gớm. Nhìn rồi tự nhiên mình hết ham. Nói thiệt luôn, hết ham. Nếu ai mà đã từng tắm người chết này kia đâu, vì những đức mười mấy năm chờ nên những đức gặp nhiều lắm. Gặp nhiều lắm. Ngày xưa mà ở trên Đà Lạt, trên Nam nhiều lắm, tới 300 chú đó. Nói động tâm tu rồi gặp nữ rồi động tâm á. Những đức lâu lâu những đức cứ dẫn xuống ở chợ cái trại tâm thành, cái trại tâm thần nữ. Tâm thần mà người nữ á. Tại vì cái trại tâm thần á là nó chia ra. Cái người nào mà tâm thần vừa vừa thì nó nhốt đi vừa vừa. Cái người mà tâm thần nặng quá thì nó nhốt một khu nặng quá. Mà khu nặng quá khi nó không bận đồ gì, mà tắm là nước đồ nó tạc xí tạc đại. Con người mình tự nhiên nó chuyển biến qua giống như loài động vật hạ cấp. Rồi không? Dẫn mấy chú vô, những đức chỉ kìa mấy chú nhìn kìa, nhìn đã đi. Rồi còn ham gì nữa không? Rồi có những người học giỏi lắm quý vị, biết tiếng Anh đồ giỏi lắm, nhưng mà học quá cái vì nó chạm dây thần kinh nào đó bị mát, đứng ca nghiêu ngao rồi kiểu như trong trại tâm thần mà dơ giấy, thấy không? Đó, nhìn từ cảnh đó rồi mình nhìn những cảnh mà khi mình tắm cho người chết đồ này kia, tự nhiên cái góc độ nhìn thấu của mình, rồi nó tạo cho mình một cái tư tưởng mạnh mẽ để mà mình cố gắng tu hành. Mình thấy rằng giờ mình còn tỉnh, còn khỏe, còn biết, mình mừng, mình cố gắng, mình tu. Chứ nếu như mình như người ta, mình có làm được gì đâu. Bây giờ quý vị có cơ hội gì ở đây
Mà bây giờ người trong chùa lo sẵn hết trơn rồi, từ chỗ tu cho tới chỗ nghỉ ngơi, dù là chặt nhưng mình cũng có chỗ nghỉ vậy. Nó ăn nhiều chứ ở bao nhiêu, chỗ nào mà nằm mà nghỉ không được, dù mảnh đất Dạ Lam mà nằm chỗ nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Quý vị biết rằng một cái nơi mà một ngôi chùa gì nghe quý vị, là miếng đất này nó đã là nhiều đời nhiều kiếp nó toàn là ở chùa không à, bây giờ nó cũng là chùa, nó gọi là đất Dạ Lam. Nên đất Dạ Lam mà cái người ta mà xâm chiếm, người ta lấy là tội nặng dữ lắm, làm ăn là lên nổi. Thí dụ như bây giờ chùa mà, ví dụ như gì đi mà cái trước mặt chùa mà là một miếng đất, miếng đất này bán cho chùa đi, đừng có cắt nhà, chỉ cần cắt căn nhà trước mặt chùa thôi là kể như cái gia đạo này cho quý vị thấy kinh khủng lắm chứ sao. Từ khi là xa ra còn cái xăng thì được, chứ nếu mà dứt luôn cái xăng của chùa, đất nó phải bán cho chùa. Tại vì quý vị cắt cái nhà lên là nó nằm trước mặt Phật, trước mặt của chánh điện Phật, trước mặt cổng Tam Quan. Phước quý vị đủ để mà sống nổi không? Phước dày dữ lắm thì nó tổn nhiều, nhưng mà khi nó sạch phước theo ngày tháng thì cái gia đạo này suy sụp kinh khủng lắm, nguy hiểm lắm. Nên cái của Tam Bảo á, trong ngôi nhà Tam Bảo á, khi mình được dùng mà mình tu á, phước mình lớn lắm. Mình tu mà mình dùng phước lớn lắm, nên những đức nó mạnh 100%. Quý vị đi đến chùa mình mà ăn cơm được á, ăn càng nhiều phước càng lớn, ăn ít thì phước ít. Mà đi đến chùa mà đi ra ngoài ăn đó nghe, không có phước mà còn có lỗi. Đừng có nói mà sợ làm phiền người ta. Tại vì người ta nấu cơm để cho mình ăn, mà mình lại không chịu ăn cơm trong chùa. Mà cơm trong chùa là cơm của người tu nấu cho mình ăn, và cơm chúng sanh người ta cúng dường, mà gọi là thập phương bá tính cúng dường. Mà mình không chịu ăn của thập phương để kết duyên với thập phương, thì mình tu mà kết duyên với thập phương bá tính, mà mình đi ra ngoài mình ăn mình trả tiền. Tại sao mình không ăn cơm trong chùa, mình lấy tiền để mình cúng Tam Bảo? Vậy thì nó được quá chèn luôn rồi, được cúng Tam Bảo nữa. Còn mình ăn bên ngoài mình trả tiền á, thì mình lại vừa đoạn cái duyên người ta nấu cho mình ăn là điều thứ nhất, đoạn cái tâm người ta dành cho mình là điều thứ hai, và mình lại không có phước là điều thứ ba. Ba điều không được lợi ích khi không ăn cơm trong chùa. Nhớ. Còn đi đến chùa nào mà không cho ăn thì mình mới ra ngoài ăn. Ta không cho ăn mà đi dành ăn là không được, tại vì ta không cho mình ăn. Còn ở đây là người ta khuyên mình ăn mà mình không ăn, là quý vị trước nhất là đoạn cái duyên cùng với những đức nữa, rồi xong luôn. Tiêu. Sau này đố tôi hộ niệm chứ, hết duyên sao hộ niệm đây, thấy chưa? Đó. Nên cái góc độ mình phải nhìn thấu cái cõi đời này. Bây giờ quý vị chưa biết, những đức nói với quý vị nghe, cái việc mà như những đức mà tắm cho người mắt đồ này kia đó, góc độ nhìn thấu đấy chưa. Mười mấy năm nay những đức đi tu là do ngay con người mà thấy ra. Rồi còn trẻ, cái sự tư duy của mình rộng, mình biết nhiều lắm, mình nhạy bén. Còn khi già rồi sự tư duy chậm lại, từ mắt mũi miệng mình, cơ thể mình mỏi mặt nó đều hạ cấp hết. Rồi trí của mình nó cũng đi xuống luôn, sự thông minh mình đi xuống lại, gọi là mù mờ lú lặng. Không lẽ mình đợi ngày đó tu? Bây giờ đây nè, mình còn được nè, mà mình không chịu cố gắng. Lại Quan Âm thì quý vị biết rằng nè, những đức nè, vừa cầm micro sướng nè, bị hút hơn nè, cặp mắt nhìn vô dòng chữ bị chói mắt nè, nhức đầu nè, nhìn chút á hoa mắt, ánh sáng nó gọi lên. Rồi á, tay bên đây phải đánh cản nè, tay bên đây cầm micro nè, khi lại xuống là không có tay để chống đứng lên được, mà giờ do mập nữa, bụng nó bự. Cái bụng càng bự thì lễ vật giống như con ếch vậy. Hồi xưa bụng nhỏ thì mình lễ mình khép chân được, vì bây giờ bụng bự thì hai cái chân nó bè ra. Thấy chưa, cũng khổ chứ giỡn đâu chàng. Rồi khi mà đứng lên thì khi nó mập quá thì chân nó yếu lại, thấy không? Nên từ nó đó lễ năm trong danh hiệu nó khác một lần đứng dù dù vậy đó.
Mà bây giờ đứng đâu có đứng dù dù nổi đâu, đứng muốn lăn cù. Hiểu không? Vậy mà ông thầy ông còn gán ông lễ chung với mình. Chứ nếu không nhìn Đức bật máy rồi, có hình ảnh sẵn, thu âm sẵn luôn. Có nhiều người kêu thầy bật máy đại với thầy, nói bật máy thì còn nói chi nữa. Thấy không? Từ khi mai mốt già cả làm sao chứ. Chơi vậy không đẹp chút nào. Bác Phật tử tu mà mình đi bắt máy, mai mốt dù mình yếu một chút đi, mình làm thấy mọi mình sướng không nổi, thì mình lại chung mình bật âm thanh lên. Mình giảng pháp xong mình xuống mình lại, xong mình bật âm thanh lên, mình cùng tu Phật tử, cùng lại chung thì cũng coi được đi, đúng không? Đó. Nhưng bây giờ còn được, bây giờ còn được mà nó phế sớm quá uổng. Nên quý vị nhớ nè, cơ hội mình tu được, nắm bắt cơ hội tu, đây là cơ hội nghe, đừng có để luống qua nghe quý vị, nhớ đó. Ừ. Mà cái công đức mà mình mà cùng tu đông như vậy nó lớn dữ lắm. Thí dụ như cha mẹ mình còn sống, mình nguyện cầu an cho cha mẹ của mình. Còn cha mẹ mình đã chết rồi, bây giờ mình cũng nguyện cầu siêu cho cha mẹ mình. Xin thưa quý vị, nhiều người cha mẹ của chúng ta dù đã chết rồi, bây giờ cũng chưa chắc siêu thoát đâu, đang còn đọa lạc đó. Cái người mà có thân người, mà khi có lại thân người nữa là phải giữ năm giới. Mà năm giới này không có dễ giữ đâu quý vị. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nói mà cái chuyện không sát sanh là nó khó làm rồi đó, không có dễ đâu nghe. Những Đức nói với quý vị nghe, quý vị mình ăn chay rồi mình phóng sanh, quý vị nói là mình không sát sanh hả? Quý vị có cự lộn không? Có buồn giận không? Có châm chích không? Sát sanh đó. Chứ gì? Làm người ta đau lòng là có tâm sát sanh chứ gì? Hiểu không? Cái hạnh xe phóng sanh, ăn chay là vô ý thí, mà mình làm cho người ta buồn lo đó là sát sanh chứ gì? Phải không? Vì tế của cái giới sát sanh, quý vị thấy cao chưa? Không trộm cắp, ý niệm trộm cắp đã phạm rồi. Ghê không? Đâu có đơn giản đâu. Rồi của cải người ta để đó, mình lấy mình dùng mà mình không mượn. Người ta chỉ cần cái tâm người ta nói rằng ai ấy của tôi rồi là phạm giới trộm cắp rồi. Ví dụ như người ta làm việc quá trời luôn mà mình dành công của người ta là trộm cắp chứ gì? Vi tế trộm cắp. Rồi đồ ăn ngon á, mình thấy ngon quá, mình tranh thủ mình gấp ly gấp lịa là trộm cắp chứ gì? Vì thấy không, cái giới trộm cắp mở rộng ra đi rồi vì sẽ thấy. Nè. Không tà dâm. Vợ chồng, có vợ có chồng rồi là chắc chắn là mình không đi ra ngoài gian díu rồi đó. Còn nếu như mình đi ra ngoài mình lạng quạng, mình giấu người ta, nhưng phạm giới tà dâm. Trong năm giới đó phạm một giới là không được thân người đó. Gọi là đây gọi là tự lực tu để làm người, tự lực tu sanh cõi giờ. Đây là pháp tự lực, nó không có tha lực. Nó nên cái việc mà bây giờ thấy vợ người ta đẹp, mình thấy mình muốn rồi đó. Thấy chồng người ta ngon lành là mình thấy mình cũng mê. Rồi mình phạm ở cái tâm niệm này nè, nó cấu kết. Mình ra đường mình gặp một cô gái bận đồ á, mỏng manh rồi đó, kêu gỡ lòng người, mình gặp mình mê. Mình nhìn. Nó. Mấy ông nghe. Nó ngồi uống cà phê rồi đó, đi ngang gặp em nào đi ngang á. Nó bưng ly cà phê lên mà. À, trong tâm có khi còn nói bậy nữa chứ. Khi còn nói bậy nữa. Bạn nhau nói bậy nữa. Thấy chưa? Đó. Phạm thấy chưa? Phạm tùm lum luôn á, đừng nói chuyện dẫn chơi. À, nhất là ý niệm của tà dâm là nhiều nhất. Mạnh lắm. Còn chuyện vợ chồng á là chắc chắn vợ chồng đến với nhau là không có chồng hay vợ lạng quạng bên ngoài à. Còn nếu lạng quạng bên ngoài mắc cái phước lớn. Vợ chồng đã là đến với nhau rồi mà còn đi ra ngoài mình trốn vợ trốn chồng mình làm tầm bậy là phước mình mắc lớn lắm. Cái gia đạo mình không có lên nổi, ngóc đầu lên không nổi. Người làm cha làm mẹ đó sau này về không có dạy con được. Tại vì mình đã phạm cái giới đó rồi, mình sao dạy con. Con mình nó khinh thường mình lạ kỳ, rồi gia đạo ngóc đầu lên không nổi. Những đứa con bạn khi hồi đó nó đi làm ăn, nó ra ngoài là nó gian díu người phụ nữ nhiều. Nó nói là tất cả tiền bạc nó kiếm được đổ sạch hết luôn, không có dư một cắc bạc. Rồi vợ chồng nó chuẩn bị chia tay luôn.
Tự nhiên cái duyên đi chùa nó đi lên đây, hai chồng nó, những đức gặp nói chuyện, thì những đức nhìn nó, cái những đức nói, tại xưa chơi chung những đức hiểu tính. Xong những đức nói với nó gì, nó kinh ngạc ghê. Xong bắt đầu là nó hứa từ hôm nay nó không có gì nữa. Vợ chồng nó sống là hạnh phúc. Nó nói nhờ chùa mà không chia tay. Nó rõ ràng không? Thật sự mà nói, vợ chồng có được đến với nhau là đủ rồi. Nó không có gì lạ đâu. Cái lạ là do cái mình không biết thôi. Chứ nó là như vậy chứ gì đâu lạ. Thì công nhận không? Nó là như vậy chứ gì đâu lạ. Những đức nói, những đức đã từng hộ niệm cái cô này khi cô chưa bị ung thư, cô đẹp thấy ghê, quá trời đẹp luôn, đẹp mà thấy ghê luôn. Vì sao đẹp thấy ghê biết không? Vì đẹp quá nên ai gặp người ta cũng động tâm, người ta khởi ác, nên đẹp thấy ghê. Nhớ người này gọi là đẹp thấy ghê là có ý. Khi cô ung thư thì cô ốm nhom nhách, da bọc xương luôn, rồi nó xạ trị cái đầu cô, tóc chụi lũi luôn. Mà cái người mà cái đầu chụi lũi mà ốm nhom nữa, quý vị nhìn sao nó kinh lắm, nhìn đi gan hình nộm. Còn cái người mà đầu chọc như những đức mà mập á thì nó coi được. À, mập thì nó coi được. Từ đầu chân mà nó tròn trịa thì coi được. Còn đầu chọc rồi mà nó còn ốm, mà cần cổ nó còn cao lên nữa, tờ nhìn kinh lắm. Khi cô này ung thư, cô xấu thiệt là xấu. Xấu thì xấu luôn. Coi lại tấm hình ngày xưa cô rất đẹp luôn, cao ráo, cực kỳ đẹp luôn. Người là đẹp lắm. Đó. Thì tự nhiên so sánh lại thì tự nhiên mình giác ngộ nhìn thấu. Mình nói rằng ô thì ra là nó cùng một nguyên lý. Nó không có gì khác hết trơn. Nó không có gì khác đâu. Nó chỉ có cái là mập hay ốm thôi. Hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó mà chấp nhận đi. Khi mình có vợ có chồng đủ rồi. Được rồi. Vậy là được rồi, khỏi cần kiếm thêm. Đừng có kiếm cái lạ chi cho mất công. Nó lạ gì đâu lạ. Nói rõ ra cái câu ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Mình tắm ao lạ coi chừng sida, nguy hiểm. Thấy không? Nó là tốt nhất đó. Tự nhiên vị nghe gì, tự nhiên bản thân của mình bây giờ, thí dụ như làm vợ làm chồng gì đó, mà lỡ mình phạm cái giới đó đi, bây giờ mình nghe gì rồi âm thầm sửa, đừng có nói. Đừng có nói cho vợ cho chồng nghe. Vì con người ta ích kỷ lắm, ta không có chấp nhận tha thứ đâu. Mình nói thật sự chứ, mình đàn ông hay đàn bà gì, mà vợ hay chồng mình nó có những cái vĩ vãn cuộc đời, thà mình không biết. Đừng có dạy đi nói. Sám hối hồi, sám hối từ tâm, sửa đổi lỗi lầm. Đừng có nói. Mình nói ra đó là nó bị cái dấu ấn cuộc đời. Có khi nó sống với mình, nó tưởng nhớ đến ngày xưa vợ mình hoặc chồng mình những vĩ vãn đó, nó khó chấp nhận. Rồi nó sanh ra những cái tâm có vui. Nên lỡ mình đã phạm rồi, bây giờ nghe những đức giảng gì trước tam bảo sám hối cái tâm, rồi im luôn, đừng có nói cái gì nữa chứ nghe. Đừng có gì sám hối. Nó có một cái cô kia cũng nghe những đức giảng. Con nói đúng là thầy giảng đúng. Lúc trước con nghe đạo thầy, con về con nói với chồng con là em ra ngoài em lỡ cái gì vậy? Chồng con nó quýnh con quá trời luôn. Có khi mà nó sống với con mà nó quýnh con thấy ghê. Nó đang sống với con mà nó quýnh con, tức. Thấy không? Mình kinh nghiệm liền, nó thôi, từ hôm nay mình dạy Phật tử, đừng có đi sám hối. Mình sám hối với Phật á, mình hứa với Phật là từ hôm nay mình sửa đổi lỗi lầm. Chứ mình đừng có sám hối với vợ với chồng. Vì vợ chồng mình là phàm phu, mình sám hối với nó không có tha thứ đâu. Trước mặt nó tha, nhưng mà cái vĩ vãn nó quay lại. Từ nơi đó mà nó hận thù mình, nó mất đi hạnh phúc gia đình. Không có nên. Nó mình im im luôn cho qua. Thấy không? Cái gì qua cho qua đi, đừng nói nữa. Nên mình là người phụ nữ á, trong cái vĩ vãn cuộc đời mình, cái gì đi chăng nữa, đừng có bao giờ đi nói cho bạn bè mà bạn nữ nghe. Cả bạn nữ đừng nói. Thăng quá nó nghe được thì được không sao, nhưng mà khi không thăng nó đi tiết lộ tùm lum, mình cũng phiền phức.
không có nên. Tốt nhất chuyện của mình gói gọn lại, gói gọn lại là xong. Nó nam gì cũng vậy luôn. Còn như những đức thì những đức không có sợ cái thứ gì, những đức cũng nói. Tại vì sao? Tôi có gì đâu tôi sợ, thấy không? Nó, tôi thấy rằng cuộc đời tôi thấy không có cái gì, toàn là thấy ngoài đời là hư không. Kệ nói gì để cho những người ta hư, người ta đứng lên người ta tu. Còn bây giờ mình đâu có tác dụng phụ vợ chồng gì đâu mà mình sợ, hiểu không? Đâu có sợ ai đâu mà thích không thích gì, kệ mấy người chứ. Mà ngộ nghe, con người người ta thích là thích rồi quý vị ơi. Hiểu không? Thích là thích à. Dù mình có nói cái vị vãng cuộc đời mình cái gì nó cũng thích chứ nha. Nhưng mà việc vợ chồng thì không nên. Còn việc ông thầy thì ông sửa được, ông làm. Trước mắt ông, mình thấy ông làm được, mình thấy trượng phu. Hư mà đứng lên được. Đó, thấy không? Đứng lên được. Nên từ nơi đó trong hai loại người mà Phật tán thán. Một loại người là cả đời không tạo nghiệp. Một loại người là tạo tội nhiều lắm rồi mà đứng lên và quay đầu. Phật cũng tán thán đó nghe. Nên trong nhà Phật hay lắm quý vị. Như có câu chuyện mà Liên Hoa Sắc á, như đã từng kể quý vị nghe. Không, cái cuộc đời của Liên Hoa Sắc không phải là tự nhiên mà nó vậy đâu quý vị ơi. Kinh khủng lắm. Mẹ của Liên Hoa Sắc là kỹ nữ. Bà sống với rất nhiều đàn ông, bà cũng đẹp lắm. Sau này bà đẻ cái Liên Hoa Sắc. Liên Hoa Sắc khi lớn lên được cưới về, nhưng mà gia đình bên chồng rất là hắc hủi coi thường bà. Vì cái vĩ vãng của mẹ bà mà bà bị hắc hủi, bên chồng chửi mắng. Khi chồng bà đi làm ăn xa là ở nhà, gia đình bên chồng tập trung quýnh chửi bà, bắt bà làm, đài đọa bà ghê lắm. Sau này bà có mang thai, bà đẻ con trai, thì gia đình bên chồng sợ sau này gia tài chia hết cho con của cô. Nên khi chồng đi làm xa thì bắt đầu là ở nhà nói rằng bà lấy trai, mới tống cổ và đuổi bà ra khỏi nhà. Rồi bắt đầu là khổ quá, đi xin ăn, để con trên cái chòi chanh đi xin ăn. Rồi con bị bắt, người ta đem đi bán. Bà buồn khổ vô cùng, đi lang thang ngoài đường đi xin ăn. Gặp một tên tướng cướp, tướng cướp thấy bà quá đẹp, mới đem bà về để làm áp chạy phu nhân. Thấy chưa? Cuộc đời thiệt gian nan ghê chưa? Nó bởi vì thân phận người phụ nữ khổ nghe không? Đó. Thì lúc đó bà sống với tên tướng cướp, có được một đứa con gái. Xong tên tướng cướp thì thương con gái vô cùng luôn, ai mà chỉ cần làm chày chuột hoặc tiểu thư khóc là tên tướng cướp được quýnh đập như muốn chết luôn. Thì có một lần bà giữ con, đứa con té chày bể cái đầu chảy máu. Bà sợ quá sợ, băng cho cái đầu cho con xong bà bỏ, bà trốn mà đi luôn. Thì bà đi đó, bà kiếm việc bà làm để bà sống. Thì nhiều năm sau mà bả dằn còn đẹp dữ lắm. Thì con trai bà lúc đó nó lên tuổi khoảng cỡ 17, 18 tuổi. Thì lúc đó con trai lớn lên là không biết. Thì bà đi làm bà lại gặp con trai của bà. Thì bà với con trai của bà sống với nhau như vợ chồng. Bà sống với con trai như vợ chồng. Thì người con trai bà rất thương bà, tại vì bà rất là đẹp. Thì như vợ chồng sống với nhau luôn. Rồi sau này bà mới biết được là chồng là bà, con trai bà đó, là nó có vợ nhỏ, mà lại nó lấy nhầm em gái của nó. Khi mà bà lỡ bà đánh ghen thì bà mới biết đây là đứa con gái của bà ngày xưa bị bể cái đầu diện gì. Tìm hiểu ra thì biết đây là con gái mình. Và tìm hiểu ra thì mới biết chồng của bà lại là con trai của bà. Bà thấy cái màn kịch cuộc đời kinh khủng không? Cái nghiệp duyên nó quay quằn chưa? Thì quý vị biết rằng là khi người con trai bà biết được rồi muốn đi tự tử, thì lúc đó được đệ tử của Đức Phật hóa độ, đi tu hành và sau này chứng quả A-la-hán. Người con trai, thấy không? Trong cái khổ cùng cực thì người ta lại gặp Phật pháp, quý vị thấy chưa? Đó. Còn bà thì bà hẳn đời. Bà Liên Hoa Sắc lúc đó bà hẳn đời. Bà quyết định mà đi làm kỹ nữ. Có nghĩa là bà phát một cái nguyện là bà phải hại tất cả những người đàn ông gia đình cho tan nát. Mà bà đẹp dữ lắm. Có nghĩa là riêng bà Liên Hoa Sắc là có một cái mệnh danh rằng là tất cả người đàn ông nhìn bà là phải thích. Bà đẹp mức như vậy. Tại sao gọi là Liên Hoa Sắc? Vì nước da bà trắng như hoa sen, rất là đẹp. Nên từ nơi đó mà bà đi làm kỹ nữ, nổi tiếng một vùng.
là một kỹ nữ mà đàn ông rất thích. Thì ngoại đạo ghét đệ tử của Đức Phật, mà ghét nhất là tôn giả Mục Kiền Liên. Vì ngài Xá Lợi Phất, ngài là trí tuệ đệ nhất, nhưng ngài lại không mệnh danh là thần thông đệ nhất. Còn tôn giả Mục Kiền Liên thì trí tuệ mà lại thần thông luôn, nên thu hút ngoại đạo, đệ tử ngoại đạo đi theo tôn giả Mục Kiền Liên để đi về quy y Phật quá nhiều. Nên lúc đó ngoại đạo rất ghét tôn giả Mục Kiền Liên. Vì tôn giả Mục Kiền Liên vừa thông minh mà lại vừa mạnh mẽ, ngoại đạo mà lãng quảng là tôn giả Mục Kiền Liên quýnh luôn. Nên ngoại đạo sợ tôn giả Mục Kiền Liên dữ lắm. Thì ngoại đạo mới mướn bà Liên Hoa Sắc này để mà thu phục tôn giả Mục Kiền Liên. Nếu mà bà mà có thể thu phục được tôn giả Mục Kiền Liên là bà nổi tiếng luôn. Thì bắt đầu bà đến, bà định thu phục tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên vừa nhìn thấy bà cái là biết ý niệm bà cái gì liền. Vì người ta chứng quả A-la-hán rồi, sao thu phục được, chứ gặp những đức là chết. Rớt đài liền, sao mà vượt qua được chàng ơi chàng. Có thấy cái gì đâu, mình chỉ thấy cái lớp da bên ngoài đẹp thôi, chứ mình có thấy bên trong cái gì, hiểu không? Nhưng mà tôn giả Mục Kiền Liên thì ngài nhìn rõ ràng, nhìn rõ ràng luôn là chỉ có lớp da bên ngoài, chứ bên trong á bậc A-la-hán, người ta có thiên nhãn, người ta nhìn rõ ràng trong cái cơ thể của người mình di trùng á, từ đầu não cho tới bộ phận bên trong, từ bụng ruột rang rồi bao tử, tất cả cơ thể chúng ta bùng trùng nó lội lũm chùm 100% luôn. Người ta nhìn thấy rõ ràng là trùng nó lội lũm chùm, rồi nhìn vô cặp mắt mình á, người ta nói như một cái hố sâu dơ dét, nước bên trong là nước mắt, rồi trùng nó bò bên trong, nhìn vô lỗ mũi mình á, ở trong lỗ mũi mình thì cứt mũi, nhìn vô miệng mình thì răng mình là bên trong vi khuẩn đầy, lưỡi mình đờm dãi, ta nhìn rõ luôn. Nhìn vậy rồi bây giờ quý vị coi hôn nổi không, sao mà thương nổi. Nhìn một cái là như bộ đồ lâu, sao mà thương, đầu lâu sao mà thương. Trời ơi, tôn giả Mục Kiền Liên nói cô sai như vậy rồi mà cô còn muốn làm việc này nữa hả? Cô còn không biết quay đầu, 18 tầng địa ngục đang đợi cô. Giảng pháp cho bà Liên Hoa Sắc nghe. Bà Liên Hoa Sắc vừa nghe xong bà gục đầu quỳ xuống trước tôn giả Mục Kiền Liên. Xong bây giờ con muốn sám hối phải làm sao, tội lỗi con quá nặng, con phải làm sao đây? Đó là quá tội nặng rồi đó nghe, nặng cực kỳ nặng rồi đó, ít ai tội nặng như bà Liên Hoa Sắc đó. Vậy mà tôn giả Mục Kiền Liên mới dẫn bà về gặp Đức Phật, Đức Thế Tôn. Nó Đức Thế Tôn cho bà được xuất gia tu hành, bà theo bên ni chúng bà tu. Nhưng mà bà tu cực kỳ khó luôn, vì bà làm kỹ nữ cả một thành đó người ta biết. Nên khi bà cạo đầu xuất gia bà đi khắc thực đó, thì gặp mấy cái chàng trai ngày xưa mới chế nhạo: nàng ơi nàng, sao nàng đẹp quá mà đi tu chi nàng. Chọc ghẹo quá trời luôn. Rồi bà lại khi ngồi thiền thì bà lại vọng tưởng, cái cảnh ngày xưa nó quay lại kinh quá. Khi ngày xưa mình chưa tu thì nó không biết vọng tưởng, nói với mình là một. Nhưng mà khi mình tu rồi mình muốn thanh tịnh thì nó mới hiện ra. Thường mới bị niệm Phật vì thấy vọng tưởng nhiều không? Là do gì muốn thanh tịnh nên mới thấy vọng tưởng, mà do mình biết vọng tưởng nên mới thấy ra rồi vọng tưởng. Nên mình mà tu mà vọng tưởng nhiều là tốt. Vì sao? Vì mình đã thấy ra được vọng tưởng. Vì nhớ ngày xưa vị chưa tu vị có thấy không? Đầy, nhưng mà do gì nó bích, bích lấp mà không có biết. Nhưng mà sau này nó lé sáng rồi mình mới thấy là vọng tưởng, đúng không? Nên nhà Đức nói vọng tưởng nhiều là tốt. Chúng ta chỉ cần đừng nặng nề thì bình thường có gì đâu, tự đến tự đi. Thì vị biết rằng như vậy đó, mà ngày qua ngày bà tu, mà bà Liên Hoa Sắc bà thành tựu được cái việc ở trong chùa bà tu là làm nghề gì biết không? Dọn dẹp phòng ở nhà vệ sinh. Bà làm nghề đó đó. Trong khi bà là giống như một kỹ nữ có tiếng tâm đẹp đó, nhưng bà vô chùa là giao cho bà trách nhiệm là dọn phòng ở của người ta để tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn, rửa nhà vệ sinh, đi đổ phân nước tiểu. Bà chăn thật bà làm vậy mà sau này bà chứng quả A La Hán, đạt thần thông đệ nhất. Bên tăng là tôn giả Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, mà bên nữ ni là bà Liên Hoa Sắc, với cái cuộc đời của bà như vậy mà bà tu hành chứng quả A La Hán. Như vậy thì trong nhà Phật có những câu chuyện gì? Như vậy thì quý vị dù có tạo tội nghiệp sai quấy cỡ nào, nhưng quý vị chỉ cần gặp Phật Pháp là chúng ta có cơ hội, đúng không? Chỉ cần chân thật quay đầu mình đều có cơ hội quý vị à.
Cuộc đời của chúng ta thời gian đi qua rất là mau, cũng như cuộc đời Nhân Đức. Năm 17 tuổi Nhân Đức bỏ nhà đi, và mới đây đã 42 tuổi rồi. Bây giờ lay quay thêm 8 năm nữa là 50 tuổi cuộc đời. Thí dụ nếu mà thêm 8 năm nữa mà cuộc đời mình không làm những gì ý nghĩa, thì tới 50 tuổi cuộc đời thì chúng ta cảm thấy tuổi này đã yếu rồi. Từ từ thời gian đi tới, chúng ta sẽ 60 tuổi, gọi là 60 năm cuộc đời. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, có nhiều người người ta ngoài đời người ta giàu vô cùng, có thể 65, 70 tuổi, người ta tìm bao nhiêu loại thuốc uống để người ta có sức khỏe. Người ta có thể bỏ tiền ra, người ta có thể giao du nhiều cô gái trẻ, mà nhiều cô gái trẻ này cũng không biết đạo gì tiền mà đi với ông già. Vậy thì quý vị nghĩ ông già này, ông đang hưởng thụ. Nếu như thế gian thì ông công nhận có phước thiệt. Già 65, 70 tuổi mà nắm tay em 18 tuổi đi, có không? Có nhiều thành phố ngày xưa như Đức ở chánh mà, nhiều quá nó. Thì vị biết rằng là mình hồi đó mình cũng ngưỡng mộ. Hồi xưa quen một cái anh này, ảnh 62 tuổi, thích kêu bằng anh thôi chứ không thể kêu bằng chú được nha. Hồi đó mình tuổi còn trẻ mà không có kêu bằng chú là kêu bằng anh. Anh quen tổng cộng 4 cô trẻ và thuê phòng cũng xịn đó nghe, thuê phòng cho 4 em ở. Mỗi tháng cấp dưỡng cho mỗi em 7 triệu. Cũng đó là ngon lắm rồi đó nghe. Thuê phòng cho ở, cấp dưỡng mỗi tháng 7 triệu. Anh muốn đến lúc nào chơi cũng được hết. Khi mà ngồi chơi với ảnh thì ảnh tính gì nè? Bây giờ đi ra ngoài kiếm người cũng được thôi, nhưng không chắc ăn. Bây giờ của mình tính ra mỗi tháng thì tính ra cũng không đến nỗi lỗ quá. Ghê không? Tính đến mức vậy luôn, ghê thiệt chứ. Sau này mình đi tu mình mới nghĩ ra, ngày xưa mình cũng ngưỡng mộ ông này ghê, mình ước gì mình già như ông này mà mình cũng được gì. Mình cũng ao ước vậy lắm nghe. Mình ao ước vậy mà do mình vừa xấu vừa nghèo, nó không có con mắm nào tìm mình. Thấy chưa? Mình ao ước được như ông lắm đó chàng, mình ngưỡng mộ ông ghê á. Sau này mình đi tu mình nó hiểu ra ông như con liên thiêu thân, đang lủi đầu vào lửa. Sự hưởng thụ thời gian của ông được bao lâu? Rồi cuối cùng cái chết sẽ đến với ông, mà ông đi đâu? Tam đồ ác đạo. Ghê không? Thời gian hưởng thụ không được bao nhiêu là đi vào tam đồ ác đạo rồi. Nên con người chúng ta bây giờ tầm với cái tuổi mà 40, 40 mấy, hoặc là 35, 37, 38 đồ, tuổi này là tuổi mình phải nhận thức Phật Pháp đi. Để rồi mình an định như thế nào để ổn định đi, chứ không có nói là ăn chơi gì nhiều nữa. Vì những cái tuổi này nó sẽ an định tâm mình và con người mình nó chuẩn lắm. Nếu như mà mình học Phật là cái sự tiến bộ của mình đặc biệt, mà mình như ngoài đời thì cũng làm ăn bình thường, nhưng đừng quá nặng về vật chất, mà hãy lấy cái đạo đức con người để trang trải cho nhau nhiều hơn. Như vậy thì cuộc đời quý vị tuyệt lắm quý vị à. Những đức nói những đức càng đi tu càng vui nè. Năm 29 tuổi đi tu và bây giờ 42 tuổi, thì thời gian những đức đi tu đã được mười mấy năm rồi. Thì quý vị biết rằng là mười mấy năm nay nghe quý vị, càng đi con đường này thì những đức càng vui. Những đức muốn nói lên điều này không phải để quý vị bỏ nhà đi tu, mà là để cho quý vị nhận thức được Phật Pháp. Phật giáo là một nền giáo dục chí thiện. Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Con người này ngày xưa thấy ghê, nhậu nhẹt mà đến nỗi mà té ạch ạch ạch, chó chạy, chó chạy, sợ quá à, chó mà sợ. Vậy mà bây giờ người thích. Quý vị ngồi đây thấy hồi sáng ta lại ta chụp hình chưa? Nghĩ lại ngày xưa giờ mắc cỡ ghê, không biết chụp cái gì luôn. Vậy mà nhiều người khen nha, thầy đâu có xấu, tại vì người ta thương rồi, nó thấy cái gì cũng được ấy, hiểu không? Thì rõ ràng người thấy con người này ngày xưa làm sao mà bây giờ gì. Ý là tôi muốn nói với vị nghe để làm chi? Quay đầu học Phật đi, học Phật đi, có cái hay. Và đặc biệt là khi cuối cuộc đời mình có điểm đi về đặc biệt. Còn nếu như bây giờ mình lao như cái ông đó mà ăn chơi vậy, cuối cuộc đời ông đơ là 100%. Nhưng Đức thấy rõ ràng, một cấp trước hộ niệm cách nay 5 tháng, hộ niệm cho cái ông này, ông có 4 vợ. Quý vị tin không? Không có một con vợ nào nuôi ông luôn.
Nhân Đức hỏi bốn bà vợ, tại sao bốn cô không nuôi ổng? Này, nuôi ổng cái gì? Ông phụ bỏ tôi mà nuôi. Với ai cũng nói là bà có trách nhiệm, bà có trách nhiệm, bà có trách nhiệm, bà có trách nhiệm. Đúng rõ ràng cái câu. Một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo queo, ba vợ xuống chuồng heo mà nằm. Đó là ba vợ nghe. Ba vợ là xuống chuồng heo, là chuồng heo của nhà mình nằm. Nhưng mà bốn vợ đi ra đường luôn, không ai lo cho ông hết trơn luôn quý vị ơi. Hơi thảm. Nhưng ông có một nhân duyên gì đặc biệt là có đứa con gái nó vô chùa nó tục, nên ông được đi vào trong chùa và được trong chùa hộ niệm lo lắng cho ông. Được cái duyên đứa con gái đi tu trong chùa đó. Nên tất cả những người có con mà ở trong chùa mình tu là đúng là quý vị có phước lớn. Duyên mình được đi đến chùa. Nên tất cả những người ngồi đây quý vị nhớ, pháp môn tịnh độ này thù thắng lắm. Nắm cho chắc pháp môn tịnh độ này để nhìn thấu cuộc đời. Những đức thấy cái sự hưởng thụ gì của chúng ta trong cuộc đời này. Bây giờ những đức hỏi tất cả các cô trẻ, các chú ở đây nè, các cô ngồi đây nè, các cô nhớ ngày xưa mình mới có gia đình, mình cũng sống có những ngày tháng của cuộc đời mình cũng cảm thấy nó cũng có hạnh phúc lắm nghe quý vị. Nó có hạnh phúc chứ không phải không có đâu nghe. Nó niệm ấm chăn im được thương yêu, rồi mỗi ngày chồng cũng nựng nịu thương yêu, nó cảm thấy mình sao trời ơi hạnh phúc đừng có nói nữa. Nhưng mà bây giờ các cô hãy quay lại thời gian đó đi. Đó chỉ là những dư âm mà cảm giác. Dư âm đó là sự khổ đau cuộc đời. Ghê không? Phải không? À, dư âm đó lại là khổ đau cuộc đời. Bây giờ sự hưởng thụ và phái lạc đó, bây giờ mình còn cảm giác không? Nó mất tiêu cảm giác đó rồi. Đâu còn cảm giác nữa đâu. Khổ vẫn là khổ à. Chứ cái cảm giác đó nó còn lưu trữ bây giờ đâu. Không còn lưu trữ nữa đó. Vậy mà có những người một mái tóc thôi mà ta nói nè, mái tóc này, mái tóc thề. Thề trời ơi, thề cái gì không biết. Thề tam đồ ác đạo. Thì coi thề tam đồ ác đạo. Nó có nhiều bà già mà đi vô chùa tu mà những đứa kêu cắt tóc, nó nói không, thầy phải để cho con nửa tháng nữa đi. Hỏi chi vậy? Để con cảm giác cái mái tóc mà ngày xưa chồng con từng vuốt ve mái tóc đó. Tôi nghe tôi mắc cỡ quá gần chết. Thôi quý vị ơi, thật sự mà nói, bao nhiêu lời hứa hẹn trong cuộc đời này những đức thấy nó giả tạm quá. Giả và tạm bợ quá. Đúng không? Bây giờ có những cô đây, các cô giữa đường gãy gánh, các cô có thấy nó tạm bợ không? Trời ơi, khi mới yêu cũng là bao nhiêu lời hứa hẹn, mấy sông cũng lội mà mấy đèo anh cũng nhảy quá. Nó hứa hẹn đến mức kinh khủng khi nó muốn được á. Nửa đêm nửa hôm nó cũng đi mua bánh bao nó đem lại cho mình ăn. Nó mua cà phê, mua sữa, mua bánh. Mưa gió nó cũng đi ước mình ước mày để mà nó mua đồ đến, đúng không? Rồi cỡ nào nó cũng chiều chuộng cho bằng được. Để mà nó muốn được là nó cỡ nào nó cũng chiều. Nó chiều cỡ nào xe chạy mà nó lạng qua xe. Cha mẹ mà nửa đêm bệnh kêu đi mua thuốc, nói sáng đi. Vậy mà con bồ nhức đầu nhẹ chút thôi. Bồ nói em nhức đầu, nhưng mà không sao anh à. Không, anh phải mua thuốc. Anh mà nghe tin của em sao là nó thiệt. Dù mưa gió bão bùng anh cũng đi. Muốn chứng tỏ. Cha mẹ thì ngày sinh nhật không có nhớ đâu, nhưng mà bạn gái chỉ cần hé cái tin nhật sinh nhật thôi. Hoặc là ở trong cái tấm giấy nó viết sinh nhật của nhỏ mình. Nhìn sơ qua thôi à, 2 tây tháng 9 ha. 2 tây tháng 9. Đi dọc đường có lâm nhâm hoài. 2 tây tháng 9. 2 tây tháng 9 sinh nhật của nàng. 2 tây tháng 9 sinh nhật của nàng. Nhớ nghe, không được quên nghe. Thấy chưa? Kinh khủng không? Mình muốn làm sự bất ngờ mà. Bữa đó nghe, không có nói gì trước, đặt bàn đồ ăn trước nghe. À, trước bàn có cành hoa hồng nữa ha. Rồi bắt đầu là bánh kem đồ ha, chuẩn bị một món quà đồ nghe. Làm cho sự bất ngờ mà. À, tự nhiên làm cho nàng bất ngờ để mà chứng tỏ mình yêu nàng sao, đúng không? Lấy lòng. Trời ơi, bất chợt cô gái trong lòng cảm thấy đây là người đàn ông số 1 trong cuộc đời mình. Thấy chưa, lấy lòng được rồi. Rồi khi nó lấy lòng được rồi, nó lấy tất cả. Đúng không?
lấy lòng được rồi nó lấy tất cả. Khi lấy tất cả rồi thì nó mới lúc đó mình nói sinh nhật của em đây. Sinh nhật gì? Lu bu lộn xộn. Sinh nhật gì? Đúng không? Có không? Có, thấy chưa? Đó, có hết trơn, thấy chưa? À, phải hư tình giả ý không? Nhưng mà trong cái hư tình giả ý này cũng phải sống với nhau thôi. Mình biết bộ mặt thật của hư tình giả ý, nhưng mà mình đừng bao giờ đá đổ vì mình còn cái nợ chưa trả xong. Vậy thì mình phải làm sao? Mình phải gầy dựng cái việc tu hành để hướng đến giải thoát. Này mới đặc biệt. Bây giờ ai nghe tôi giảng mà cũng về gặp chồng, nhìn chồng nói rằng hư tình giả ý, nó quýnh không còn cái răng ăn cháo. Chứ không biết hư tình giả ý. Nghe ai nói? Ai nói mày hư tình giả ý? Thầy nói. Thầy nào? Nói tao nghe đi, tôi lỡ tao cạo đầu của thầy cho mà biết. Dám nói hư tình giả ý. Biết thôi mấy bà. Mấy bà đừng có về nói tôi nói nghe. Nói để mà biết thôi, để mình biết bộ mặt thật của hư tình giả ý, để rồi mình có sự chuẩn bị của cuộc đời mình, chuẩn bị một cái hành trang để mình đi về cực lạc. Im điềm mà chuẩn bị, đó là người khôn. Hiểu chưa? Đó, mình biết rồi. Một ngày nào lỡ mình có gặp sự cố gì, ơ trời ơi, thầy giảng rồi, biết rồi. Đúng không? Bây giờ tất cả người ngồi đây nghe, mình đã biết cái cõi đời này là gì. Con người mà đến với nhau là thay dạ đổi lòng, thay lòng đổi dạ là bình thường. Đúng không? Bây giờ nhân đức hỏi vị, ngủ trượt ác thế mà làm sao không thay lòng đổi dạ? Sống ở cõi này mà thay lòng đổi dạ là bình thường. Quý vị hãy nhìn nhận rõ bộ mặt thật đi. Rồi bản thân quý vị khi gặp bất cứ sự cố gì, nó không bao giờ cái việc quý vị bị hụt hẳn. Đừng có bị hụt hẳn nghe. Khi đang sống bình thường vậy đó, sống hết lòng hết dạ nhau, tự nhiên chồng nói, em, anh muốn chia tay với em, chúng ta ly dị đi. Hỏi gì, lý do gì? Chúng ta đang sống nhau rất hạnh phúc mà, em có làm lỗi gì không mà anh lại ly dị với em? Em thì không có lỗi gì hết, nhưng mà anh cảm thấy không còn thương em nữa. Anh đã có người mới rồi. Tại sao? Tại sao anh lại vô tình như vậy? Ờ, anh là người như vậy đấy. Thấy không? Anh vô tình từ xưa tới giờ. Tất cả những gì anh nói với em đều là giả dối hết. Khi mà nó muốn chia tay là cái gì nó nói cũng được. Khi mà yêu thì cái gì cũng nói được. Mà khi không yêu, như thế nào cũng nói được. Mà nói để cho mình ghét họ, để chia tay luôn 100% luôn. Nói cho ghét mà à. Đó. Thì bây giờ nghe ông thầy giảng rồi, mình gặp trường hợp đó thì sao? Anh nói thiệt không? Thật lòng không? Anh suy nghĩ cho kỹ nghe à. Mắc em anh sẽ mắc tất cả đấy. Không, tôi quyết định mắc. Tại nó muốn chia tay mà. Suy nghĩ cho thật kỹ nghe. Cho anh 3 ngày nữa suy nghĩ. Không, suy nghĩ liền luôn, khỏi cần 3 ngày. Khi mà nó muốn chia tay là như vậy đó quý vị. Liền luôn, khỏi cần 3 ngày suy nghĩ luôn. Hai đứa con, một đứa nuôi một đứa, chia tay. Quyết định chia tay. Rồi không? Gặp trường hợp đó thì sao? Nói được rồi, bây giờ chia tay không? Được, ký giấy luôn. Tại vì sao? Hỏi 2-3 câu rồi mà, vẫn quyết định mà, còn dòng do chi nữa. Khỏi năn nỉ. Tại vì người ta đã quyết định bỏ, mình năn nỉ làm chi? Nghe không? Nó, dù có tình thương gì đi chăng nữa, hãy gói vào cánh bướm bay đi. Tại vì sao? Vì người ta hết thương mình, năn nỉ làm chi? Nên mấy cô mà trẻ trẻ ngồi đây nghe, yêu ai mà lỡ người ta chia tay với mình, đừng có khóc. Khóc chi? Ủa sao em bình tĩnh như vậy? Chia tay em mà em có gì tình cảm gì hết sao mà em lại bình thản như vậy? Nói trời ơi, thì yêu nhau thì yêu, đây là bèo nước gặp nhau thôi. Cha mẹ tôi còn sống sờ sờ kìa, từ khi là cha mẹ tôi chết tôi mới khóc. Chứ còn anh mà
Bây giờ đến với nhau có duyên thì chăng thật đến với nhau, còn hết duyên thì thôi. Cái gì đâu mà khóc, khóc thì anh có thương đâu mà khóc. Khóc chi mất công thêm nữa làm gì, nó còn thấy ngán mình hơn. Khóc chi, năn nỉ chi cho nó mệt. Hiểu không? Nên mấy cái bà mà bị chồng bỏ chồng chê mà nó đi ra ngoài nó có vợ bé đó nghe, mấy bà đừng có ở nhà khóc nghe không. Mấy bà ở nhà bà bắt pháp những đức linh bà nghe. Bắt pháp những đức giảng lên nghe. Nó đi đâu đi kệ nó. Ở nhà bắt pháp lên nghe niệm Phật. Bữa nào thích nấu cơm nấu, không thích nấu cơm nấu mì ăn. Bình thản như vậy đó, sắc diện của mình vẫn còn đẹp. Còn mình đi ghen mình lo, mình về mình nhìn nó mình nghi, thay đồ ra mình lỡ mình hửi áo có mùi gì không, quý vị tiều tị dung nhan tàn phai hương sắc. À, cho mà biết đó nghe, nó bị người ta bỏ rồi mà còn thành xấu nữa, tệ ghê. Trước nhất giữ mình trước đi. Nhưng Đức nói mình mà còn coi được, mình vẫn có sự tự tin thôi. Còn nhìn mình nó tiêu tị dung nhan bèo nhèo bẻo nhẹo, thôi chịu thua đi. Càng năn nỉ người ta càng bỏ cho làm gì mất công, người ta đã quyết định bỏ rồi. Mình không phải là vô tình gì, nhưng mà cuộc đời nó đã là như vậy rồi, mình cũng phải sống mà, đúng không? Lẽ mình chết, chết tiền gì? Chết mới là dạy. Người ta bỏ mình mà chết cái gì? Nên trong cuộc đời này gặp bất cứ sự cố gì cũng không được hụt hẳn, vì đời là thế. Hiểu chưa? Đời là thế, có gì đâu hụt hẳn, hiểu không? Đó, đừng có nói chi mà đời đạo nè mà còn xạo nè, chứ đừng nói chi mà đời. Có khi tôi cũng xạo nữa đó, nghe không? Nó bây giờ tôi khỏi cần nói ai á. Có khi mà không khéo tôi cũng xạo luôn. Nó nên cái cuộc đời này quý vị thấy không? Học được Phật pháp rồi, duy trì mình là điều đặc biệt nhất. Không dám đặt vào ai mạnh quá. Người ta hôm nay nói gì ngày mai người ta nói gì khác. Thôi không biết hiểu sao luôn quý vị. Những đức nói là mười mấy năm ở trong đạo, những đức cũng thấy, cũng có cái việc mà tình người bạc bẽo nữa, chứ có khác gì đời đâu trời. Có khi đương thời thì kẻ bưng người bợ, mà hết thời thì kẻ ghét người khinh. Đạo cũng có, đừng nói chi đời. Không phải không có đâu nghe. Ở thế gian này giống như nó tràn lan đại hải, nó có đầy đủ hết quý vị ơi. Nó nên mỗi một con người mình có góc độ cho sâu sắc, vậy thì quá đặc biệt. Quý vị thấy cái bài chia sẻ này ha, nhìn thấu là trí huệ, rõ ràng không? Nãy giờ nói cho bị nhìn thấu không đó, phải không? Đó, nên mình đi về đây mình nhiệt tình tu phước tu duyên đi, đó là góc độ cầm theo đó quý vị. Rồi thành tâm thành ý tu hành lễ Quan Âm, mệt te tua mà nó con phải lễ, mệt quá lễ không có nghỉ, đau chân quá đứng lên. Đức lo luôn, đứng lên. Cảm ơn, đứng lên. Ngộ ghê. Hiểu không? Mình mang cái thang này giờ mình tu được cho nó tốt mới đứng lên. Ngộ ghê. Nè không? Chứ không có được bỏ cuộc giữa chừng nghe. Trước khi lễ Quan Âm là đi vệ sinh, đồ rửa mặt, rửa mày đàng hoàng hết, chuẩn bị một cái hành trang. Chứ không có được mà lễ giữa chừng mắc vệ sinh chạy đi. Làm tớ luôn mà. Ông thầy mà cũng liều mạng, hồi tối muốn ói thở không nổi mà. Nhất. Làm tớ luôn, quý vị thấy rõ ràng, quý vị ngồi kế như Đức quý vị thấy không? Lễ cũng không đơn giản đâu quý vị. Vì ngồi kế quý vị thấy mà rõ ràng mà. Nhất là mấy chị ngồi gần gần là thấy cũng đau lòng xót với ả. Chứ không có giỡn đâu nghe. Ôi ơi, nào y đạp áo đứng mà chòi đứng rồi nó khổ gì đâu, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình muốn làm Phật nên phải đứng lên. Sao đây cảm ứng dữ quá. Vừa la lên cảm ứng đầu dao ngộ ghê. Hiểu không? Nên bữa nay mong rằng là con người nó hừng hực cái tâm lên. Ngày thứ hai mà người ta nói ngày đầu cái gì cũng khó. Phải không? Cuộc đời và cái gì đầu tiên là nó khó khăn hơn. Thứ hai là dễ hơn.
Thứ ba là càng dễ. Thứ tư thì ngon lạnh đó. Rõ ràng cái gì mà đầu tiên mà khó mà làm được á nghe, là quý lắm á nghe. Không, bây giờ từ hôm nay là chúng ta biết rồi, cái gì mà đầu tiên là khó, đúng mấy chị? Hiểu hết trơn á. À, mình hiểu nhau quá mà. Bắt đầu bữa nay dễ rồi nè nghe. Nó nên từ nó đó, bữa nay phải cố gắng lên. Thôi chúc quý vị an lạc nha. À, chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.